Bên bên phải bên bên trái hay? Đúng rồi đó. Bên Đó, bên trước đây tả, trước phải đó. bên phải không? Ừ. Phải, bên vòng vòng này. Bên trước trái. Anh mang giống nhau chứ không khác nhau. Bên đây sao mới ra hết. Dạn 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 dạn. Mẹ vừa này bắt đi à, một giống bên có con chứ là cái con này một tà tà ốc con về có dèo một lọ ốc 20.000 làm thôi rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Thì để hết 15 ngày cách ly được các bạn ạ. Và bây giờ Xuân quyết định đi ra quay cái canh đông đấy, cùng ở hơi xa xa nhau xuống một tí để ở xuống quyết định hôm nay là ở xuống trải nghiệm bắt ốc, bắt cua, bắt hến. Nói chung là gặp con chi ăn được thì ở xuống bắt con này. Và đây là canh đông ở xuống dự tính là sẽ bắt ở đây. Thì ở đấy thì cũng rất chi là vắng vì mùa này thì lúa đã tốt rồi, cho nên là người ở đấy ra thỉnh thoảng thì mình có một người thôi các bạn ạ. Và bây giờ là ở xuống sẽ khám phá cả cái canh đông này, xem có những cái gì và người ta đem ví dụ như là đăng ký là ở xuống thầy lưỡi thì khả năng là họ sẽ đăng ký có phải là hò bảy chim không bác? Hò là bảy chim rồi. Đăng ký là thảy lưỡi thì bảy chim hay lạt nữa thì ông Xuân sẽ đi lại ở đường nữa. Còn bây giờ thì ông Xuân sẽ lôi xuống nước xuống bùn và thử để được bắt gặp con gì thì ông Xuân sẽ bắt con này. Các bạn này cũng theo dõi nhá. Đá thục à. Này là ta có ăn trâu rồi cơ. Hạ cụ. Đấy là những cái gọi thuộc kho phun thuộc thứ 6 mà họ nó con để vướng vai này các bạn ạ. Đem trâu cho mẹ, đem trâu. Ui, sống. Tức quá. Ôi, cầu gã mà đó, nó phải tụt đó. Đây. Mình có ốc đầu tiên đây rồi các bạn ơi, ốc này là ốc đã ăn được. Không có dấu đấy, rồi mẹ lắc lắc, mẹ lực lực lại đây, lực lại đó phía dưới đó đấy, cho về cuối à, cho cả chạy về cuối, có con mô hả? Có nhưng mà là rồi bắt được đây. Rồi. Đó, một con cua đầu tiên. Đấy là người ta bỏ quên. Người ta đi đạp mà người ta bỏ quên. Quên mới được hồi chứ lại đấy chứ. Quên. Quên thì để mà để lâu chứ. Lỡ sợ của anh làm đấy. Quấy nó có cả một chiếc cả. Không có gì hết. Ừ, nó có bỏ quấy nó không có. Rồi, thả lá ra đi. Có vậy. Nó thấy gì không? Ốc. Có một con cua đã bị dính chuột thứ 6 và nó chết rồi. Anh! Ừ? Cái đứa nhỏ mẹ toàn đi dùm đi này. Dùm dùm đấy là giá mà làm giá này. Mẹ thử mang con có nhé. Đấy là mẹ toàn là dùm dùm đấy này. Mà cô thấy là bé được dạn dạn lo giá để bỏ dài đấy. Dùm đấy là giá mà giá này. Có cái hàng lắm cô giá. Như tôi mẹ tiếng ngay sớm là đi dùm dương mất rồi. Dùm đẹp đẹp phải là dùm dương đẹp đẹp á. Nó là đúng rồi. Còn dùm dương đẹp đẹp là giá mà lưu giá mà dài. Đây là lưỡi đánh chim các bạn ạ. Lưỡi này người ta giăng ngay ngang đây và chim nếu bay vào đấy nó sẽ bị mắc vào đây. Nhưng hiện tại thì ở đấy thì là chưa thấy dính con nào. Ví dụ như là nếu mà họ giăng đấy thì gió ở phía bên này thì hắn sẽ sáng bên đấy đúng không? Ừ. Mà gió bên đấy thì hắn sẽ sáng bên đấy đúng không? Không quan trọng là gió hướng mỗi cả, chỉ cần chim nó bay nó xa xuống đây cái là họ lại chụp rồi. Không phải là dính ngay nó nóng toạt được. Với cái lưỡi này nó mắc á. Nó tại mình vào rồi
mà bắt kiểu thế này khó, rất là khó đã. Rồi chúng thì để đậu tí đó cho hai vịt. Phải để lượng cho thử. Xe kẹo. Mọi người ơi, đấy là một cái xe kẹo. Nhưng mà người ta đã tận dụng cái xe kẹo này, người ta làm một cái chậu để ngủ, cái lều để ngủ các bạn ở đây. Ô xuống mà thử thách 24 giờ ở ngoài đấy thì cũng là khả năng là cũng thấy không? À, có một cái máy quay vậy, không phải cái đèn pin. Đó, đỏ đó. Chẳng. Cái này của anh Nam. Khả năng là của anh Nam hả? Ừ. Thôi ta cứ đi bắt đi. Ta cứ đi bắt đi, nếu mà trời mà mệt quá ta có thể vô ngồi ở đấy. Không mà ta lại không phải gì đi ăn cả. Người bắt thì bắt cái gì? Giỏi hay anh Nam giỏi hay? Giang lưỡi cung đi. Bấy lên đi, bấy lên đi. Ba cái kia. Con tôm cá của Bắc Nam, của anh Nam. Mẹ dồn dồn lại đúng con lối lại thì mình bỏ làm được không? Dồn lại. Đây thì đang bẻ được cái con này mà. Tôi bỏ lấu lặng luôn. Bỏ lấu lên nồi mà hộp quế như thế nồi mà còn tẩu lên nữa đi. Còn tẩu thì ché mắt đấy. Bỏ lấu hộp quế luôn. Đây. Có tẩu lũ chứ. Chẳng lẽ đi bỏ lưng mà. Mà đi thấy cỏ tẩu chứ không để lấy á. Rồi. Vỏ quên hay là chuyện quan trọng, quan trọng là có cá hay không. Không có. Một chí. Có chứ ạ. Ừ, vì nếu mà có thì cô leo để quên thì hắn chết rồi. Không thở được. Mọi người ạ, ở đấy thì có ốc đá các bạn ạ. Ở đây thì có ốc đá. Nhưng mà nếu mà mình mà muốn bắt á thì mình phải lồi vào trong lũ, mà bây giờ thì lũ đang làm đông thì mình lồi vào sẽ ảnh hưởng, sẽ hư và người ta sẽ không cho, mà mình cảm thấy cũng không nên làm như thế. Bây giờ Osun sẽ đi xa ngoài sóng, ngoài cái sông đào á, sợ là sóng tiêu ống ngoài kia để Osun bắt hến. Chứ ở đây tính hình lắm được rồi, có ốc mới làm được cái này, ốc này rất ngon này, nhưng mà mình vừa mới lồi vô thì nó sẽ hư lũ của họ. Đấy. Mà thấy thoảng mới có một con. Mình phải đây. Đây. Học này là rất ngon. Nhưng mà bây giờ thì phải đi lại nó nữa. Nước to lắm. Ừ. Nước to này không bắt được con gì hết đâu. Xuân thơ không có kinh nghiệm các bạn ạ. Trời bởi mưa xong cho nên là nước rất to. Thường thường thì mọi người họ vẫn thường xuống đáy để xuống cái con sóng này để là bắt hến ở dưới sóng này. Nhưng mà hôm nay thì nước to quá thì khả năng không mò được. Con chạy ra nhiều lắm. Đây làm khổ được rồi. Mình đánh chứ. Để mày xuống. Đây là mẹ lạc cho nó có này. Ủa tôi chai đậu thằng Nam phạm thể anh đi cùng mà coi. Rồi ốc nhiều này, nhưng mà ốc chí ốc vàng vậy. Ừ ốc chí thì ốc vàng. Đây Hoan thử thấy nha, đừng đòn ngô đó nha. Đây mới có con giá mình chai xuống cái để mê xuống. Cẩn thận nha. Ừ. Yên tâm. Bộ đó. Bơi. Ừ. Ông Xuân biết bơi các bạn ạ, yên tâm đi. Nếu mà xấu quá thì ông Xuân sẽ bơi. Đây thằng coi này, nhìn bên đây. Đây. Đấy. Đây. Rồi trâu xuống dưới nước luôn. Trời dâm khổ Thành ơi. Còn con chía à. Cú hoang đậy. Cú hoang đậy ở đây. Đây cái này hang khổ Thành này coi này. Đây. Đấy chứ hắn ở trong hang này. Đây.
Đấy, đó. Ui, chú con sâu rồi. Mình đem cái dùng cầu gì cả cho nên là khó bắt. Nhưng mà đấy là, đấy. Dạ, bên đây có động này, bên đây có con này. Đây, ui thôi. Có to to, con chú trời bắt gì? Thì bắt, đó, con chú bắt đi. Đây. Ừ, đây, đây luôn. Đấy, ừ, mình bắt khẩu. Yên tâm đi. À, hai hai có lại dăm khẩu rồi. Thôi, chưa triển khai với bắt làm ốc về cho vịt. Về cho gà này anh. Ui, thằng giảm nhiều lắm thánh như này này. Dài luôn mà. Ốc thôi. Ừ. Ốc vàng. Nó đồng rồi, nó lán thôi. Ốc ăn phú lắm. Thánh như giặc lên mà quả tê. Ủa, có khẩu. Mày qua nhà xấu nữa. Để mày thử nhá. Xấu, 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 xấu lắm. Xấu được quá, thôi thôi. Nhưng mà cô nhỏ, cô thì rất là nhiều. Tức lấy thằng bác bông. Đây, 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 đây. Đây, thì anh quay cái hàng cũ này. Đây luôn. Con tự của hàng tháng thì chỉ cái hàng cũ không chưa chú trước. Đây là bài bờ là đeo hẳn chứ mới lên bánh tàm với là nước lấy là hẳn lấy. Nên thôi. Đấy này. Coi đi. Đi coi, sẽ có lẽ lên đi coi mấy cái ông trèm đấy. Đúng không? Đây ở đâu rồi đây? Mọi người ạ, à, như vậy là ông Xuân đã kết thúc một cái buổi đi trải nghiệm mùa đông để bắt cá. Nhưng mà thực tế thì bây giờ ông Xuân đã bắt được tăng ra các bạn này. Trời mới mưa nước to và ông Xuân cũng hiểu cái nguyên lý của bắt hến bắt ốc cho nên là đã không bắt được các bạn ạ. Nhưng mà ông Xuân vẫn là con nóng nấu ý chí là sẽ phục thâu, sẽ tiếp tục một ngày càng nữa ông Xuân sẽ ra bắt tiếp. Còn bây giờ thì khả năng ông Xuân phải ra chờ để mua ba cho nhánh đấy các bạn ạ. Nha. Ba đừng bắt được con nó cả đấy, ba buồn lắm đó, mở cửa cho ba bố không. Ba bắt được con nó cả.